Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhá. Và theo yêu cầu của mọi người thì ngày hôm nay mình sẽ làm vị tướng có tên là Trương Lương nha. Với vai trò là vị tướng Dimit và bản gốc của Alistair thì mình nghĩ chắc các bạn cũng đã biết rồi. Ok, cuồng thiết đã ăn được cái mạng của chư bắt giới. Úi giời, Khải ơi, làm choáng Khải này. Ôi, cái mạng này là của mình nha. Ôi, không kịp kìa. Ôi, cuồng thiết tốc biến vào để ăn luôn. Cái pha đấy thì cuồng thiết hơi tham cho nên đã phải lên bảng. Ở đường giữa sao mà giao tranh gắt vậy. Rồi bây giờ mình chỉ có farm thôi. Bây giờ tạm thời farm lính nha. Và bây giờ thì mình sẽ nói cho các bạn biết cái sự khác biệt giữa Alistair và Trương Lương nha. Thì cái chiêu 2 như mọi người đã thấy, Trương Lương có thể đặt ra một cái vòng tròn và sau đó thì ở giữa có một cái trục và nó bắn ra, chứ nó không giống như ở bên Alistair là sẽ tạo ra một cái vùng thì tất cả trong cái vùng đấy sẽ bị chịu sát thương, nhưng mà đây thì không. Đấy, đây chỉ bắn ra từng đợt một thôi. Dựng ra một cái quyển sách, kiểu một quyển sách thánh ấy, và bắn lên từng mục tiêu một. Và cái điều hay đó chính là các bạn sẽ tích được 3 lần nha. Đấy, mọi người sẽ tích được 3 cái lần vòng tròn này. Mọi người đặt cái vòng càng nhiều thì nó sẽ gây sát thương càng lớn nha. Cái điều này thì chắc là anh biết rồi. Nhưng mà không phải là các bạn đặt một vòng xong rồi đến vòng tiếp theo là các bạn đặt luôn đâu, mà các bạn sẽ mất 2 giây cái độ trễ nha. Đấy, mất 2 giây để có thể gọi được cái vòng thứ hai ra. Và nội tại của con Trương Lương này cũng khá là hay. Đó chính là khi mà các bạn trong khoảng thời gian 1,2 giây ấy, thì các bạn đánh thường, nói chung là các bạn càng đánh càng nhiều hoặc là các bạn sử dụng kỹ năng càng nhiều thì các bạn sẽ được cộng thêm sát thương phép. Đấy. Và nên nhớ là chỉ trong 1,2 giây thôi nha. Và cụ thể trong khoảng thời gian đấy thì tướng địch sẽ phải chịu thêm 140 sát thương phép cộng với 50% sát thương phép nha. Ok, đường dưới có vẻ giao tranh hơi gắt nhở. Ui, team bạn thú ước, team bạn xanh quá nhở. Chờ tí nhá, ơi, đang có dấu hiệu ăn rồng các bạn ơi. Mình sẽ tạm thời đứng ở đây. À thôi, đi ra đường giữa đi. Ui, đừng có ganh mình mà. Rồi, phải đợi đồng đội lên chứ mình chói thì cũng không ăn được con này đâu. Chói mày này. Úi trời ơi. Đúng rồi đấy. Vừa kịp hết mana nè mọi người. Thực sự thì khi mà bị dính chói của Trương Lương thì các bạn rất khó thoát nha. Và đặc biệt là những cái vị tướng mà máu yếu ấy, như AP hoặc là AD ấy, khi mà đã dính chói, nếu các bạn không có một cái chiêu thức gì để khống chế con Trương Lương này thì các bạn sẽ bị choáng trong 2,2 giây nha. 2,2 giây đối với AD thì mình nghĩ chắc chỉ tầm khoảng 1,2 giây là AD đã lên bảng rồi, chưa cần đến 2,2 giây. Đó, đây là một cái chiêu thức rất là lợi nha. Để nói tổng quan về cái bộ chiêu thức của Trương Lương thì về cái việc combat tổng ấy thì rất là có lợi, bởi vì có choáng đến từ chiêu 1, chiêu 2 thì gây sát thương. Và khi mà Trương Lương đi trong chiêu 2 sẽ được tăng tốc chạy. Ui ơi, sao tự nhiên bị giật nát nhở. Có mạng cho mình. Ui dồi ôi, bắn nghe còn đúng một tí máu kìa. Sao không hiểu sao tự nhiên vai bị lag quá mọi người ạ. Tạm thời đứng dình ở đây nha. Chờ team ra. Đường giữa thì có cuồng thiết giữ đường rồi, cho nên là mình cũng không cần thiết cho lắm. Xác định bị Trương Lương chói thì các bạn chỉ có lên bảng điểm số thôi. Cái khả năng mà các bạn thoát ra nó chỉ rơi vào khoảng 10-15% thôi. Ở phía bên liên quân thì bây giờ Alistair mình thấy hầu như trận đấu nào cũng cấm cái vị tướng này cả. Nhưng mà riêng bên này Trương Lương thì thỉnh thoảng thôi, mình không thấy cấm nhiều đâu. Mặc dù là cái bộ chiêu thức của nó cũng khá là hay, nhưng mà mình thấy rất ít người dùng. Ôi, tạm thời xuống đây hỗ trợ team ấy nha. Con này cũng tí máu nữa chắc chắn là chết rồi. Đỡ phải dùng ulti. Dùng ulti vào con này này. Ui, chưa kịp dùng kìa các bạn ơi. Con kia nó bắn thấm quá. Qua ra kill dành cho thủ ước kìa. Wow, mới phút thứ 5 thôi mà làm quả Quara Q được của nó đấy. Ván này con thủ ước này xanh rồi, mình phải cứ nhăm nhe con này mà mình chói. Mình sẽ ghim con thủ ước này nha mọi người nha.
Và sắp tới kỳ thi quan trọng của các bạn đã chuẩn bị đến thì mình một lần nữa mình xin chúc tất cả các bạn có một cái kỳ thi thật là tốt đẹp và kỳ thi cực kỳ là suôn sẻ nha. Đề phát đến đâu là làm hết đến đấy chứ đừng như trang giấy trắng của Trương Nương cầm trong tay ngày hôm nay nha. Lại chiến thuật núp bụi đây, chiến thuật núp bụi của chúng ta không bao giờ lỗi thời nha mọi người. Đó, ăn được cái mạng của Gia Cát Lượng mà trong khi Gia Cát Lượng chưa kịp, chưa định thần được là mình đang bị cái gì. Vì đường dưới gắt vậy. Tạm thời mình phải lên cái giảm hồi máu đây. Chạy làm sao được, dính choáng này. Sắt đao được cái mạng của thú ước và được cộng thêm 550 vàng. Tính ra nó rơi vào tầm khoảng hơn chục quân lính đấy. Hơn chục quân lính. Đấy, những cái ông mà kiểu đang ăn nhiều mạng mà bị sắt đao nào. Nhiều vàng lắm, anh em ăn được nhiều vàng lắm. Còn cuồng thiết có ăn được hai con đấy không? Mình không ăn được rồi. Úi giời, các lượng chạy đi đâu? Chạy đi đâu? Còn đến anh lợn này nữa. Chào anh chưa bắt giới nha. Chưa bắt giới sao lại không phụ đường tăng đi lấy kinh để cứ lang thang ở đây nhỉ? Đùa chứ cứ thích lang thang ở đây làm cái gì? Cứ lẹo vẹo trên đây mình lại trói cho phát này. Cứ con này đấy là ấy à? Không về à? Không về này. Không về mà bướng của chúng tôi à? Ôi bị làm chậm kìa. Mình lại tốc biến chậm. Mình tốc biến chậm một nhịp so với con thú ước rồi. Và đây nếu mà tốc biến sớm hơn thì chắc là mình đã không phải lên bảng đâu. Không sao, bây giờ đang cố gắng để lên cái đầu hồi máu nha. Lên cái đầu giảm hồi máu của Trình Giảo Kim bên team bạn. Khi mà team bạn có những cái vị tướng như là Trình Giảo Kim này, Cuồng Thiết này, hoặc là con Chư Bắt Giới. Đấy, những cái vị tướng mà có cái khả năng mà hồi máu ấy thì các bạn đi phép, các bạn đi đường giữa ấy. Thì các bạn hãy lên cho mình cái trượng hình con rắn nha, mình gọi là cái trượng lanh xà đấy. Đó thì cái đấy sẽ giảm 50% tác dụng hồi máu của những cái vị tướng có khả năng hồi máu. Úi giời, lại nạc đàn rồi. Ui nó bắn thấm quá. Thôi. Cái này mình tha bạn nha. Cái tiết lên lớp này định gọi thú ước lên kiểm tra bài cũ, nhưng mà thú ước thì quá thuộc bài rồi cho nên là cái mình sẽ miễn nha. Đấy, mình sẽ miễn kiểm tra bài cũ. Chứ còn ông nào mà không kiểm tra bài cũ mà không nhớ bài nên là tôi chói cho đến chết. Cho nên là anh em mà cứ học đi thì thầy tha đấy, thầy không kiểm tra đâu. Cái việc mà chúng ta thi cử nó cũng giống như là cái việc chúng ta đi bơi vậy đấy. Những ai mà biết bơi thì không sao, nhưng mà những ai không biết bơi thì chúng ta cần phải chuẩn bị phao nha. Đây là một cái chia sẻ rất là cái chân thành. Nếu các bạn học giỏi, các bạn bơi giỏi thì không sao. Nhưng nếu các bạn chưa biết bơi, hoặc là các bạn bơi chưa tốt thì các bạn cần phải có cho mình một cái trang bị cứu hộ. Mình gọi nó là cái trang bị cứu hộ. Và nói theo một cái cách học sinh, đó chính là phao. Ui thơm, mình lại được cái mạng sắt đao của thủ ước rồi. Lại được thêm 550 vàng nữa. Úi dồi, anh gấu béo. Đúng rồi, tốc biến về là hợp lý đấy. Mình chặn cho một cái pha choáng. Cái chiêu 1 của vị tướng Trương Lương này mọi người ép góc cũng rất là tốt. Trong một cái đoạn đường hẹp đấy, các bạn đặt chiêu 1 ra thì những cái vị tướng rất ngại đi qua luôn. Trừ khi thì có một vị tướng đi qua để chịu choáng thì tạo một cái đường để cho người khác đi qua thôi. Còn nếu mà bình thường nhá, khi mà các bạn cái chiêu 1 dính choáng chiêu 1 đấy, không bị ấy đâu. Một người không thể bị choáng 2 lần đâu. Có nghĩa là mặc dù là tạo ra 4 cái như kiểu 4 cái trang sách ấy, nhưng mà nếu mà bị choáng một trang sách rồi thì các bạn đi đến những cái trang sách tiếp theo thì các bạn chỉ bị làm chậm thôi, các bạn không bị choáng nữa. Chứ nếu mà bị choáng nữa thì bá quá. Thôi, Hàn Tín lên bảng rồi. Lên bảng đếm số. Đứng dình đây xem có anh bạn nào đi qua. À, có Trình Giảo Kim. Ô, cái đéo gì vậy anh em ơi? Sao tôi không dùng được chiêu này? Ảo vãi trưởng. Sao vào đấy mình gạt không được nhỉ? Thử gạt quay lại xem nào. Ơ, đây được ấy. Nhưng mà vừa nãy sân này không được nhỉ?
khó hiểu vãi nồi. Đôi khi game cũng làm cho chúng ta hơi cáu. Từ từ chào mình giới các bạn ơi. Hiện tại thì ở bên Trung Quốc có một cái trào lưu đặt tên dài lửa cây số, dài hết cái màn hình luôn. Tốc biến một pha dùng cây dọa khỉ, nhưng mà không có một con khỉ nào cả. Úi giời, thôi tạm thời từ từ nha, đến gần gần mình mới chói. Đây này, chói con chứ bắt giới này này đó, chói phát nào là chết phát đấy, không trượt phát nào, chói không trượt phát nào. Ồ đúng rồi, đúng rồi, hay đấy. Bắt được thủ ước thì chúng ta chẳng có cái lỗi sợ gì cũng rồi. Ôi quả đấy đặt hơi ấy nhỉ, đặt hơi sai, chứ không là mình lại ăn được cái mạng của gia cát lượng rồi đấy. Với cái thế lính này có thể đẩy win thôi mọi người ơi. Team bạn bây giờ chỉ còn một người thôi, còn ai bây giờ ra đây phát là mình chói ngay lập tức này. Đố dám ra luôn đấy. À Khải à, Khải thì cũng phải lên bảng chứ còn ra làm sao được, đỡ làm sao được. Đến anh chưa bắt giới, rất là bụng bự nha. Ok, vậy là video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.